Hi, xin chào anh em và các bác. Hôm nay em lại mới về được một chiếc âm ly karaoke của BMB nhé. Âm ly này có tên là DA2035A nhé các bác nhé. Em xin quay qua về ngoại hình để cho các bác và anh em xem nhé. Nếu các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đây ạ. Đây là mặt trước của âm ly các bác nhé. Âm ly này thì tuy là ra đời từ rất lâu rồi nhưng mà ngoại hình thì còn rất chi là ok đấy các bạn. Đây, các nút của em đây đây. Đấy. Em quay một vòng cho các bác xem nhé. Nó bị xước một tí đây các bác này. Em có mở ốc rồi. Thì tí em mở bên trong cho các bác và anh em xem qua. Đây ạ. Đây, quay một vòng cho các bác và anh em xem nhé. Còn đẹp không? Quá đẹp luôn nha. Này. Xít te cái gì đây? Nói chung là nó giống như là cái mặt này, các nút chức năng này giống như là 203N các bác nhé. Đây, nó chỉ khác hai cái này thôi, mấy cái nút này thôi. Em quay mặt sau cho các bác xem. Đây ạ, BMB đây ạ. Đây, các bác xem nhá. Đây, công suất đây. Điện model là DA2035A, điện 220V, công suất là 480W. Đấy. Bên này nó có các cái cổng vào cổng ra. Đấy. Em đi này đánh được một đôi loa đây. Đây là tem. Đấy. Em xem cái dây này là sản xuất năm bao nhiêu. Này. 2003 các bác nhé. Đây. Hyundai 2003 này. Hyundai 2003 các bác nhé. Và bây giờ em xin phép mở bên trong cho các bác và anh em ngắm nghía nhé. Đây. Đây là nội thất của em ấy. Hàng này hàng xịn đấy các bác. Này. Tụ nó rất rất chi là bé, giống như con 203 bạn là mã hôm trước em cho các bác xem ấy. Đấy. Đây còn đây là nguồn. Nguồn của em ấy cũng giống, na ná giống. Đây, em xoay qua bên phần ma vang này cho các bác và anh em xem nhé. Đây. Đây nó có chữ nha các bác nhé. Chữ DS hay sao. Đây. Vàng của nó là vàng của 203 nhé. Đây, vàng 203 này. Đấy. Nội thất còn rất đẹp đấy các bác ạ. Đây. Đẹp không các bác? Cái điện thoại của em nó lại báo thức. À.
Thôi em xin phép quay qua về ngoại hình cũng như là nội thất bên trong của em ấy nhé. Các bác nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ạ. Qua số điện thoại của em là 0982988007 nhé. Và âm ly này em xin bán với giá là 3 triệu nhé các bác nhé. 3 triệu cho một em âm ly. Quá tuyệt vời. À bên trong này, đây em quên chưa soi sò. Đây. Nó có 4 sò nhé, 4 sò trường to đấy. Đây các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy không ạ? 4 cái sò đấy. Đấy. Tàn nhiễm đây. Thôi xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn nút theo dõi em nhé, để có thể nhận được video mới nhất em ra nhé. Để các bác có nhu cầu về món gì thì cứ alo em ạ. Thôi em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ạ. Bye bye.